giờ ba em vẫn còn trách em là tại sao em nói là em kêu mẹ là thôi mẹ ly dị ba đi. À, tới giờ là thật sự có thể cũng không phải là em là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi cái việc gì mà nó đến đỉnh điểm rồi thì cái cách mà mình giải thoát nó tốt nhất là kết thúc, em nghĩ là vậy. Sao cái chia sẻ hôm trước của em với thì ba em có nói gì em không? Người thân trong gia đình có chia sẻ chuyện gì không? À, thật ra là có cái chuyện rất là vui như thế này là em gái em thì đang đi học ở Úc, thì ba em có nhắn tin cho em gái em đang ở Úc hỏi là coi bảo anh nó lên mạng nói xấu ba kìa, xong rồi bảo an nó mới nhắn lại câu là ủa chứ chuyện đó không có hay sao mà kêu nói xấu. Em gái em năm nay mới có 15 tuổi à, nhưng mà cô rất là dè dặt, cô cũng hiểu chuyện lắm. Tức là ba vẫn 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 còn vẫn vẫn không 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 hỏi thăm trực tiếp bảo anh. Đâu dám hỏi anh. Cô Sao dám này ghê lắm. à, hối ghê. Mà em thì thế nào ra cái này em cũng đã từng khóc trước mặt ba, năn nỉ ba rất là nhiều trước đây rồi, nó không có kết quả thì cái đây là cái điều mà ba phải chịu khi mà ba có sự lựa chọn như vậy. Em nghĩ cái chia sẻ của mình có ảnh hưởng tới cuộc sống mới của ba và cái gia đình mới hay không? Em nghĩ là ai cũng có quá khứ hết và chúng ta không thể nào xóa bỏ nó được. Thật ra thì em cũng có nói về phía em ở trong gia đình em á, thì chỉ có mình em là người mà nổi tiếng thôi, nói và đôi khi cái chuyện đó nó cũng làm cho mọi người trong gia đình á cảm thấy khó khó chịu khi mà họ trách cứ em, hoặc là bố mẹ em ly hôn rồi thì em cũng ít về gia đình bên nội hay là gì đó, thì em thì chỉ có nghĩa vụ là chăm sóc rồi giúp đỡ mọi người thôi, chứ làm sao mà em lo được hết tất cả. Và đôi khi là nói em là trách ba em như vậy là không đúng, rồi lại trách ngược lại em, thì em muốn một lần nói ra như vậy để tất cả mọi người cùng hiểu vấn đề là tại sao mình lại ít về thăm gia đình, chứ Còn không mẹ phải là mình nổi tiếng rồi là mình không thèm về, hay là mình tất nhiên là mình không thể nào bắt ép tất cả mọi người hiểu được là mình là con người có giáo dục, mình là con người biết sống hay như thế nào, nhưng mà ít nhất là nếu những ai mà đã tiếp xúc gần với em thì cũng hiểu là lễ nghĩa là cái điều đầu tiên. còn cảm xúc của mẹ thì thế nào, sao cái bài phỏng vấn đó? Mẹ nói là mẹ vẫn còn hận, mẹ hận đến tận xương tủy. Nhưng tất nhiên chuyện bây giờ cũng nguôi ngoai rồi, ai cũng có gia đình mới rồi.